Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, hỏa hoạn tại Nam California đã làm 31.000 mẫu đất bị thiêu rụi. Gió dữ dội ở Southern California đã gây ra một vụ cháy rừng, buộc hơn hàng ngàn gia đình phải di tản. Các nhân viên cứu hỏa nói rằng ngọn lửa bùng phát vào ngày thứ hai ở phía đông của Santa Paula, cách thành phố Los Angeles khoảng 60 dặm về phía tây bắc. Ngọn lửa đã thiêu rụi hàng trăm dặm vuông chỉ vài giờ sau đó. Nhà chức trách nói Ventura là một thành phố có số dân là 850.000 người, dự kiến sẽ cảm nhận được sự ảnh hưởng của ngọn lửa dù cách xa đám cháy 12 dặm. Trường cao đẳng Thomas Aquinas có khoảng 350 sinh viên cũng đã được di tản. Dịch vụ dự báo thời tiết tiểu bang cho biết các cơn gió với 43 dặm với cường độ trên 60 dặm một giờ đã được báo cáo trong khu vực và dự kiến sẽ tiếp tục. Các quan chức của cảnh sát cho biết hiện tại đã có 150 công trình bị thiêu rụi hoàn toàn. Thưa quý vị, tối cao Pháp viện cho phép lệnh cấm nhập cư mới nhất của Tổng thống Trump đã có hiệu lực. Tối cao Pháp viện hôm thứ Hai vừa qua đã cho phép ban hành lệnh cấm nhập cư mới nhất của Tổng thống Trump nhắm vào người dân từ 6 nước Hồi giáo sẽ có hiệu lực ngay cả khi những thách thức pháp lý tiếp tục diễn ra tại các tòa án cấp thấp hơn. Tối cao Pháp viện gồm 9 thành viên đã thông qua lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từ Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen đang tìm cách vào Hoa Kỳ. Tổng thống nói rằng lệnh cấm nhập cư là cần thiết để bảo vệ Hoa Kỳ khỏi bị khủng bố bởi các chiến binh Hồi giáo. Tổng trưởng lý Jeff Sessions gọi phán quyết của tối cao Pháp viện là một thắng lợi đáng kể cho sự an toàn và an ninh của người dân Hoa Kỳ. Lệnh cấm đã được đưa ra trong các vụ kiện riêng biệt bởi tiểu bang Hawaii và Liên đoàn Quyền Tự do Dân sự Hoa Kỳ. Cả hai nơi này đều nói rằng lệnh cấm mới nhất phân biệt đối xử với người Hồi giáo là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ và không được phép theo luật nhập cư. Tối cao Pháp viện cho biết lệnh cấm sẽ vẫn có hiệu lực bất kể tòa kháng cáo có phán quyết gì và lệnh của tòa án cho biết tòa phúc thẩm nên quyết định các vụ án với một văn bản thích hợp. Bộ trưởng Tư pháp Hawaii là ông Douglas Chin nói rằng sẽ có giải pháp cần thiết cho các trường đại học và doanh nghiệp, nhất là đối với những người bị gạt ra khỏi xã hội theo lệnh cấm bất hợp pháp này. Thưa quý vị, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã đề xuất loại bỏ một quy định của chính quyền cựu Tổng thống Obama. Quy định cho phép nhân viên nhà hàng giữ những khoản tip của họ thay vì buộc phải chia sẻ với những người lao động khác. Quy định đã góp phần làm mất cân bằng giữa các nhân viên và các nhà hàng đã trả mức lương tối thiểu thấp hơn luật tiền lương của liên bang. Các nhóm ngành công nghiệp đã chỉ trích quy định này. Họ nói rằng một số người đã kiếm được nhiều tiền hơn khi giá lương thực tăng lên và các đồng nghiệp của họ ở trong nhà bếp thì không được như vậy. Lệnh cấm tip pooling là quy định mới nhất của luật lao động, được coi là giúp người lao động. Đó là mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Lao động đã thực hiện các biện pháp để hủy bỏ các quy tắc quản trị của chính quyền Obama đối với 4 triệu nhân công và yêu cầu các công ty báo cáo dữ liệu tiền lương được chia nhỏ theo giới tính và chủng tộc. Phát ngôn viên của Bộ Lao động cho biết, cơ quan này đã tiến hành phân tích và khuyến khích tất cả các bên liên quan cung cấp dữ liệu về các ảnh hưởng kinh tế của đề xuất. Đề xuất của họ sẽ được chính thức công bố vào thứ Ba, bắt đầu một giai đoạn bình luận công khai kéo dài 30 ngày. Chính quyền của Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với những thách thức pháp lý từ các nhóm quyền lợi của người lao động nếu không có lệnh cấm. Các thẩm phán Hoa Kỳ hướng tới việc cho phép cá cược thể thao. Hôm thứ Hai, các phán quyết của Thượng viện Hoa Kỳ đã cho thấy sẵn sàng để cho New Jersey và các tiểu bang khác có thể hợp pháp hóa cá cược thể thao. Đó là một nguồn thu lớn cho tiểu bang đã bị cấm ở nhiều nơi theo đạo luật bảo vệ thể thao chuyên nghiệp của liên bang năm 1992. Biện pháp của New Jersey bị phản đối bởi các liên đoàn thể thao lớn nhất tại Hoa Kỳ. Họ nói đó là một mối đe dọa đối với sự cạnh tranh toàn vẹn. Các tòa án cấp thấp đã dựa vào luật liên bang để nghiêm cấm cá cược thể thao tại hầu hết các tiểu bang và tiểu bang New Jersey nói luật liên bang đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Có 9 thẩm phán đã xem xét lời kêu gọi của thống đốc tiểu bang New Jersey, Chris Christie, nhằm khôi phục lại đạo luật của tiểu bang năm 2014 cho phép hợp pháp hóa việc đánh cá cược thể thao. Luật pháp sẽ cho phép những người từ 21 tuổi trở lên được cược vào môn thể thao tại sòng bạc hoặc đường đua ở New Jersey.
nhưng sẽ cấm đánh cược đối với các đội thể thao thuộc trường đại học. Quyết định sẽ được đưa ra vào cuối tháng 6. Các nhà phân tích dự đoán rằng nếu luật liên bang bị hủy thì sẽ có khoảng trên 20 tiểu bang sẽ hợp pháp hóa việc cá cược thể thao. Hiện nay, thị trường cá cược bất hợp pháp mỗi năm được ước tính trị giá hàng tỷ đô la. Người đàn ông phản đối án tử hình của mình vì bản án của đồng phạm. Một người đàn ông đã lên án vì tòa án Ohio đã đưa phán quyết tử hình dành cho mình, trong khi kẻ trực tiếp đâm chết người thì không bị tử hình. Austin Mayers, 22 tuổi, đã bị kết án tử hình vì vụ sát hại năm 2014 ở Tây Nam Ohio, giết chết người bạn thời thơ ấu là Justin Bach, chuẩn bị gia nhập Hải quân. Các luật sư bào chữa cho Mayers đã lên kế hoạch tranh luận trước tòa án tối cao Ohio rằng án tử hình dành cho anh là không cân xứng do án tù chung thân của đồng phạm là Tim Mosley. Cảnh sát cho biết Justin Bach đã bị giết chết khi 18 tuổi trong một vụ trộm và thi thể của Bach bị vứt ở một khu vực nông thôn. Các hồ sơ của vụ án cho thấy Mayers là kẻ chủ mưu của vụ án, trong khi Mosley là kẻ đã đâm nạn nhân. Các công tố viên nói rằng vụ kiện chống lại mỗi người phải được giải quyết riêng lẻ. Họ cũng nói rằng có bằng chứng rõ ràng về vai trò của Mayers trong việc lên kế hoạch cho vụ giết người. Cảnh sát Texas bị bắn chết khi đang làm nhiệm vụ. Cảnh sát cho biết một viên cảnh sát tại San Marcos, Texas đã bị bắn chết hôm thứ Hai. Cảnh sát trưởng Jay Stapp khẳng định rằng viên cảnh sát Copeland của Sở Cảnh sát San Marcos kể từ tháng 3 năm 1998 đã bị bắn chết khi thực hiện lệnh bắt giữ tại khu phố El Camino Real. Copeland và các nhân viên cảnh sát khác đã bị phục kích và bị bắn bởi một nghi can. Vụ nổ súng xảy ra gần trường tiểu học Brownie. Báo cáo cho biết Copeland được đưa đến Trung tâm Y tế Texas ngay lập tức và chết vào lúc 3 giờ 50 phút chiều. Cảnh sát cho biết nghi can cũng đã bị thương và được đưa đến bệnh viện Austin. Hiện nghi can đã bị bắt giữ và không rõ là nghi can tự gây ra vết thương hay là bị thương do cảnh sát bắt. Cảnh sát trưởng Jay Stapp nói rằng Copeland là sĩ quan đầu tiên của lực lượng San Marcos bị giết chết khi đang làm nhiệm vụ. Tổng trưởng lý Ken Paston nói rằng ông rất đau khổ và đau buồn khi nhân viên cảnh sát bị giết chết. Ken Paston nói các nhân viên đã can đảm phục vụ và xứng đáng được vinh dự và sự tôn trọng nhất của tất cả mọi người.